ok trận đấu giữa gam và cù lao tham hôm nay không phải là gam tham nữa rồi hôm nay là cù lao tham rồi các bạn ơi à, đây là một trận thua của một đội tuyển ở tại chung thế giới nên là cái không khí nó sẽ hơi buồn một chút và trong quá trình phân tích thì mình cũng sẽ nêu ra góc nhìn của mình à, ngoài ra thì sẽ có rất nhiều góc nhìn của giới chuyên môn ví dụ như là các bình luận viên khác các phân tích viên khác họ sẽ có những phân tích riêng uh, của họ à, đây là góc nhìn của mình thôi dựa theo những kiến thức mà mình có và đây là trận đấu ngoại lệ Lần đầu tiên mình làm về một trận thua của một đội tuyển VZ ở tại chung kết thế giới mà mình phân tích và làm clip lên cho các bạn xem Vì trận này thì mình cảm thấy nó có quá nhiều vấn đề ấy. Mình cũng biết là các bạn cũng sẽ có những cái bức xúc hay là các bạn cũng sẽ có những cái không hài lòng về gam e sport Nhưng hy vọng là các bạn hành trình của chung kết thế giới vẫn còn đối với VZ Nên là các bạn nhẹ tay một chút đối với các tuyển thủ Và hy vọng là họ vẫn sẽ có thể tiếp tục thi đấu tiếp với một cái tâm lý thi đấu không bị ảnh hưởng quá nhiều sau trận thua này Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Ok, về phần ban pick ở bàn đấu đầu tiên thì đây là một phần ban pick mà mình cũng không muốn comment nhiều bởi vì là họ đã đấu tập và họ đã có những kết quả đấu tập với những con bài này rồi. À, thế nên là việc họ ban pick thì mình nghĩ là mình cũng sẽ chỉ nêu ra quan điểm của mình ở một vài những lượt pick mà mình cảm giác nó có thể thay đổi thôi. Ở à, phase 1 thì các bạn thấy là họ ban đi con Olaf họ ban và ban Rell với Poppy. Họ đánh một đội hình đánh team fight với Orianna cùng với Xayah và Nautilus. Và bộ đôi đường dưới của cả hai bên đã lộ. Lúc này thì họ muốn ưu, ưu tiên Orianna để đánh cái gì? Họ đang muốn xây dựng một đội hình giao tranh tổng và họ có một con Oriana để làm nền cho điều đó và lý do họ phân tích con Oriana này là như vậy thực ra họ có thể lựa chọn ngay tức Sayarakan ở tại hai lượt pick này nhưng họ sợ họ sợ là nếu như có được Sayarakan thì đối phương sẽ có Oriana của họ nên là họ quyết định lấy Oriana trước và sau họ lấy Saya thì mình đang hơi tiếc một chút là ở tại lượt lựa chọn Saya này họ có thể lựa chọn những lựa chọn khác chẳng hạn như lúc này các bạn thấy là hiện tại thì Saya cùng với Kaisa là hai con có thể đánh xoay tua lẫn nhau ở khu vực dưới đánh kèo nào cũng được cảm giác là chất tướng nó 50-50 nó không đến mức chênh lệch nhiều ấy thì nên ưu tiên cho con Rakan con Rakan này là con tướng mình cảm giác là palette đánh tốt nhất đây là con tướng thuận tay nhất của palette ở tại thời điểm này và mình nghĩ là trong sự nghiệp thi đấu thì palette cũng rất thích đánh Rakan. và Rakan với oriana lại là một combo tốt hơn so với nauti và oriana nauti oriana thì khó hơn một chút và mình nghĩ là ưu tiên con Rakan ở đây đối phương lấy say chẳng hạn và thậm chí là đối phương bắt buộc phải lấy say thì mình vẫn còn cai xa mà thì mình có được một đôi đường dưới này khỏe mà một đường dưới này đi đường cũng ở mức độ cho mình khá đánh team file rõ mạnh và cai trong tay slider thì vẫn là một con tướng mà slider đánh rất là thuận tay đúng không thì đây có thể một lựa chọn con rakan ở đây tất nhiên là họ có thể đánh nauti saya với kèo Kai'Sa và rakan thì kèo này nó cũng là kèo năm mươi năm mươi nó cũng không đến mức gọi là lệch landing cho bất kỳ một cặp đôi đường dưới bên phía team nào thì họ có thể lấy bộ đôi này được nhưng mà mình nghĩ là họ có thể thay đổi con rakan vào đây nó sẽ có thể hình thành một combo combo nó dễ dùng hơn có ừ, thể tham gia giao tranh một cách nếu quyết định của họ thì uh, ok, mình tôn trọng cái định của họ, nó không phải là một vấn đề quá lớn đâu. Vấn đề không phải là việc là pick xe uh, ra sớm hay là như mình góp ý là có thể pick pick khác đi một chút, cũng có thể hình thành một đội hình giao tranh khá là đẹp. Và nó có phần hợp với người chơi hơn đấy mình cảm giác nó có phần hợp với người chơi hơn. Đối với palette thì ở đây cũng chia sẻ của mình nữa này. Ở ván 2 ở ván 2 thì palette pick con gì con Rell? và mình ngày xưa mình cắt vset ở trận chung kết đấy bạn mình cũng đã đặt ra một dấu chấm hỏi không, không trận chung kết mà trận uh, chung kết nhánh thắng hay nhánh thua gì không nhớ mình cũng đặt ra một cái dấu chấm hỏi là pallet nghỉ thi đấu một khoảng thời gian như vậy cái thời điểm mà pallet thi đấu là cái trận đấu đầu tiên của uh, vset vừa rồi hoàng hôn sau đó thì nghỉ thi đấu một khoảng thời gian rất rất dài mà trong khoảng thời gian đấy thì con reo nó mới trở lại nha tức là thời điểm mà pallet nghỉ thi đấu là thời điểm mà con reo nó chưa hot mà không biết là khoảng thời gian bị uh, nghỉ thi đấu bị vấn đề như vậy thì Palace có tập luyện được nhiều hay không, có tập trung training được hay không và có thực sự thuận tay con Rell hay không, đã thử dụng được reo chưa đấy là cái dấu hỏi mình đặt ra ở ngay tại Vset. Thì ván 2 Palace bị xử lý con reo lỗi hơi nhiều skill và mình cảm giác là tự tin nhất là con Raka, đấy là ý kiến của mình là con Raka nó có thể tốt hơn cho Palace ở tại chung kết năm nay. Ờ oh, sang phase 2 thì họ ở phase 2 thì họ lựa chọn được van cùng với Rumble là một bộ đồ đánh một, một combo rất là tốt ra rumble cùng với Oriana đây là một ván đấu mà bên phía Gamesport xác định là đánh luôn đội quân bộ combo và đánh team fight thì đội hình Tim fight yêu cầu là một dạng đi đường an toàn và kiểm soát các mục tiêu lớn dựa trên ngưỡng sức mạnh đội hình này đội hình vẫn có sức đi đường ở mức độ trung bình khá chứ không phải đến mức là quá yếu Với đội hình bên phía team uh, cù lao tham ở ván hai là một đội hình mà cơ sơ tê đường trên ấy mới là đội hình cần phải kéo lết nếu đội hình có rumble thì đánh có level 6 trở đi với javan và ori thì vẫn ok bot thì cũng là một cặp đôi đường dưới 50-50 với bộ đường dưới đối phương thì bên phía bên kia có được con Viego khá mạnh con Viego cùng với con Nico đây là một cặp đôi mid rừng có khả năng đánh chung với nhau cực kỳ hiệu quả và con Kai'Sa thời điểm này đi chung với Viego lại hiệu quả ở chỗ là con Kai'Sa bây giờ lên sát lực khỏe con Kai'Sa bây giờ lên sát lực với hai món đầu là kiếm âm mưu cùng với một cái dao hung tàn để nâng lên dạng kiếm rác tha thì nó sốc sát thương được mục tiêu rất mạnh và khi nó sốc sát thương được mục tiêu mạnh thì con Viego lại rất thích và Viego bây giờ nó cũng lên đồ đam rồi thế là bộ đôi này đi chung với nhau cũng tỏ ra khá áp lực đó ở bên phía Gary Sport sẽ cần phải xử lý đoạn đi đường an toàn nhưng điều an toàn đã không diễn ra à, xong bắt pick rồi ha nhìn vào game này thì mình nghĩ là tất cả các bạn đều biết cái pha nặng nhất là cái pha đủ kill level 2 cái pha đủ kill level 2 là cái pha cực kỳ nặng luôn đây là một pha di chuyển cắm mắt vào để lấy thông tin vòng rừng đầu đối phương và đối phương có thông tin vòng rừng của Levi rồi cả hai đều sát rừng từ trên xuống đối phương fake thông tin nhưng mà mình có mắt ở bùa đỏ rồi mà anh em các bạn nhìn ở đây đây là một tình huống cắm mắt tại bùa đỏ đối phương có thông tin là đối phương khoan bùa đỏ bot đối phương fake thông tin di chuyển xuống khu đường dưới và bộ đôi đường dưới của Gam là những người di chuyển ra đường trước. Thì xét về khả năng đẩy đường ở cấp độ 1 của bộ đôi xe uh, xe uh, cùng với Nauti so với Kaisa và Rakan á, thì nó cũng không đến mức trình này quá nhiều. Nhưng vấn đề là bộ đôi đường dưới của Gam Esports di chuyển ra trước, lấy cấp độ 2 trước nhưng lại có một phạt tấn công hai hai thua. Đây, tình huống di chuyển ra đường. Kaisa, Kaisa nó với mưa kiếm nó sẽ có áp lực tốt hơn ở cấp độ 1 so với con Saiya vì con Saiya nó cần nhịp độ thì nó sẽ không đi đường mạnh ở ngay cấp độ 1 với khoản PK bằng so với con con Kai'Sa phía bên kia. Con Saiya nó mạnh ở level 2, level 3. Level 2, level 3 thì Nautilus nó sẽ khỏe. Level 1 thì Nautilus không khỏe lắm. Level 2 thì nó khỏe. level 1 thì cố gắng mình nghĩ là tập trung focus đẩy đường thôi. Đây, bắt đầu đẩy đường rồi đây. Chuẩn bị lấy level 2. Đây là vấn đề về mặt kỹ năng cá nhân và đây là vấn đề giao tiếp. Không chỉ là cặp boss đâu nhá, còn là giao tiếp của cả rừng nữa nha. Vòng rừng của Levi ăn từ dưới lên. Sorry các bạn, vòng rừng từ dưới lên đến từ Levi và từ trên xuống đến từ Vigo Và Levi sẽ không thể cover cặp bot này được. Vì cover cặp bot này nó sẽ bị lỡ cái vòng rừng của Javan và nó sẽ bị nó sẽ bị thọt rừng đấy các bạn. Ra thọt dừng đầu trận thì nó tù lắm, nó vừa mỏng đi ganh thì cảm giác là cũng sẽ hơi khó khi mà không có đại địa chấn. Đây là vòng rừng từ trên xuống đến từ Vigo nữa, mắt bùa đỏ đã thấy đối phương không bùa đỏ rồi. Thì bot đánh an toàn thôi, chờ con ra van đến top là con cá sấu chết nếu mà kia xử lý tốt là con cá sấu sẽ chết ván này bộ đôi top dừng làm được ý đồ ở đây là pick con rambo đánh kèo với cá sấu và kèo này con rambo thậm chí không mang theo đốt chứ nó mang theo đốt là con cá sấu còn ngộp nữa kèo này nếu bạn xem lck đợt đấy kin với cả rớt đánh đúng không kin không được chơi game đâu các bạn thì đây là một kèo mà gam đã pick để kia đi đường cánh trên rồi lấy vi bắt buộc phải start từ dưới lên để đánh xoay quanh con rambo kia ra là cái lane có chất tướng nhỉnh hơn trông thấy nhất của gam thì yêu cầu là bot đánh an toàn vì dừng đối phương từ trên xuống thì mình có chơi cỡ nào thì chơi Mà không giết được đối phương là mình đi Thì thôi đánh an toàn thôi, giữ spell thôi Đây là một pha đua kill siêu nặng Và nó thua cả một trận đấu, một ván đấu Bởi vì một pha đua kill mà thôi Thì đây là tình huống mà đối phương Hất tung và sau đó thì Tấn công trước vào người của sider Bên phía bên này thì rút rất là tự tin Mang tốc hành Tốc hành được dùng trong trường hợp nào, không sợ bị đua kill được dưới Không cần phải mang thanh tẩy Nó mang tốc hành luôn mà, rất là tự tin Đợi mất máu một chút nhưng quay lại để đường được nha vẫn quay lại để đường được lên hai nha tiếp tục bung quy đánh tay để đường con saya này quy cùng với con cái hồi chưa nó xem xem nhau thôi à? đây tốc biến lên ở level 2. nếu như đây là một pha dẫn lên đến từ sider để bắn thẳng vào người của root, thì đây là một pha win chay. đây là một pha win chay. chắc chắn đây là một tiếng win chay dành cho bên phía ogamisot win chay về spell và win chơi về máu spell có thể uh, nếu đối phương bung flash các thứ ra chạy thì có thể là huề về spell nhưng sẽ lời máu chắc chắn là lời máu luôn nhưng không cần phải đánh như thế này không cần phải xử lý như thế này tỷ lệ có được dual kill là không cao và kể cả có dual kill được đi chăng nữa thì việc mất spell khu đứng dưới với cái vòng rừng từ trên xuống của Viego nó cũng lỗ à đây là một vấn đề về mặt giao tiếp giữa palette cùng với đơ là có đánh hay không phá này pha này nếu các bạn xem kỹ nhá xem trước chúng ta re replay uh, chúng ta xem trước đi chúng ta sẽ phân tích lại sau đó pha này đơ muốn đánh đâu đơ muốn đánh đâu pha flash lên xong đơ đứng nhìn mà đơ nó giật về mà nó giật về luôn này nó đứng nó xoay 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 đây này nó còn không đánh vào người xạ thủ phía bên kia mà vì nó biết là đánh không chết nhưng mà pha này đơ phải dấn lên nha muốn sửa sai pha này cho Pallet là đơ phải dấn lên bắn con say con cai này đừng để con cai nó vào đam Pallet khi mà support đã flash lên như thế này thì ad cũng phải đi bộ lên bắn luôn từ nhà đến trường đối phương tốc hành chạy thì mình cứ đi bộ lên đối phương phải chạy và vô tình là Pallet sẽ được cứu thôi đơ đứng nó giật giật, giật, giật xong rồi palette chết queo luôn có lên hai nó e xong rồi w xong rồi đơ đứng nhìn support bị đấm bị kích nội tại bởi cái w cai level hai chết support bị mất bao nhiêu đánh tay của đơ đây là vấn đề hoàn toàn là thuần kỹ năng cá nhân mất bao nhiêu đòn đánh tay với tình huống đứng quay 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 của đơ rồi Đơ không muốn đánh mà đây là vấn đề giao tiếp giữa hai hai người vấn đề nữa là vấn đề giao tiếp giữa rừng và bot không đánh nhau dừng đối phương từ trên xuống đừng đánh nhau đừng trừ khi mình chơi một trăm phần trăm đồ kêu hoặc là mình chơi lời thực sự rất lớn còn không thì cũng không cần phải đánh hổ báo như thế này đây đơ mất bao nhiêu hit rồi giật về làm gì đây nếu dẫn lên đến đây đứng bắn ở đây thì con cái xa đâu dám bắn con nauti được đâu vì con cái này trước đấy nó mất quy để dọn lên lính hai rồi anh em ạ các bạn nhìn con cái này con cái nó phải dùng quy để nó dọn lính đây con cái phải dùng cái quy của nó để dọn cái đợt lính mà nó lên hai á phải là lên hai trước nha chúng ta lên hai trước tới hai con lính lận chúng ta lên hai trước tới hai con lính đánh gần trong cái quay này luôn thì con cái xa đã phải dùng cái quy của nó để để ăn lính lên hai rồi thì làm gì nó còn quy để pk nữa thì đơ chỉ việc đi bộ lên bắn thẳng vào con cái xa này thôi là cứu được súp rồi, rồi nếu nó đứt thì mình uh, thanh tẩy rồi mình phát ra mình bắn tiếp là vô tình súp sẽ được cứu và pha này nó sẽ chỉ dừng lại pha là đổi spell thôi đổi spell thôi rồi mình lời máu sau đó thì súp bị nằm xuống một quả mà đơ mất thêm hai spell boss đối phương không mất cái gì còn nguyên hai cái tốc biến anh em ạ còn nguyên hai cái tốc biến bot mình mất hai cái tốc biến mất chiến công đầu và dừng đối phương đánh từ trên xuống rồi sao levi cover Rồi ai cover cái lane bot này đây giờ chả nhẽ bắt kia ra cover kt cover how top dừng hoàn toàn không thể cover được và Smith cũng tương tự là như vậy không thể cover được và cái vòng dừng từ trên xuống ba cái flat này này các bạn này mấy cú lao tham đánh dở cho ba cái flat này mà nó bung ra là hai bot này nhiều khi là có người chết tiếp đấy đây là cù lao tham đánh không mắc ping thôi. Chứ các bạn nhìn cái waybot này. Nhìn cái waybot. Đây. Waybot này xong rồi. Cúc rồi. Đây là xử lý lỗi kỹ năng cá nhân. Thiếu giao tiếp. Thiếu sự nhất quán trong lối chơi. Vòng rừng thì từ dưới lên. Bot lại PK. Sup muốn đánh. AD thì không muốn đánh. Sup đánh lỗi. AD không cover. Sup đi về. Xong. Xong lên bot. Chắc chắn là xong lên bot rồi. Nhưng đây không phải là một cái vấn đề. Uh, là quá lớn. Hay là vấn đề duy nhất mà nó còn nhiều vấn đề khác nữa vì đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta thấy đường dưới của gam e sport thua đường ở vset thua đường rất nhiều thua đường whale có thua đường secret có thua đường mấy cái team nhóm giữa ở vset cũng có luôn không phải lúc nào bot của gam với palette và Der cũng win lane win game đâu nha cũng không phải là áp đảo lên đối phương đâu nha có những trận thua được nhưng vẫn có thể sửa được nhưng mà thua nặng quá thì cánh trên và đây là đấu trường chung kết thế giới rồi các bạn những team rất lớn rồi họ đánh rất kỹ rồi đây, quay này. Quay này có phải là con Viego xuống level 3 với level 4 nó cầm 3 spell tốc biến này có phải là bot mình chết tiếp không? Có phải chết tiếp không? Trong liên minh nó là như vậy. Đôi khi là một đôi khi là hai người đánh chung với nhau thì nó không sai. Ví dụ phải đấy mà đơ dấn lên một tí thì nó lại không sai. Nhưng mà nếu phải đấy con Rakan nó đứt hai người đó, thì cũng đã là một tình huống con Kai'Sa nó hết máu nó đi về. Nó bị áp lực lớn quá nó không dám đứng lại nữa rồi. hai người đánh chung với nhau đó. ví dụ như Palette đã sai đưa nó dẫn lên luôn rồi hai thằng có thể áp lực chung với nhau và đối phương bị rút lui vì đối phương hết đam rồi hoặc là đối phương bắt đầu trả đam thì đối phương đã mất máu hơi nhiều rồi sau tình huống đẩy thiêu đốt vì đối phương có thanh tẩy mà thì đây là một nhịp mà Palette lên hai quyết định đánh luôn đối phương mất quy và lính đơ có áp lực hay không đơ có bị áp lực hay không có áp lực là gì là cái w con 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 raka này này nhưng mà flat này đây một phát là con cái xa này cũng phải flat chạy à flat này cái w ra can ngay đây này là con con, cái này cũng phải flat chạy về đây thôi là sẽ là tình huống đổi spell nhưng mà mình mình dùng spell của mình để làm gì mình dùng spell của mình để lách skill đối phương để tấn công đối phương từ nhà đến trường đối phương phải dùng spell để làm gì để chạy thì mình là lời chứ đúng không mình phát lên mình đập đầu đối phương rồi đối phương phát chạy đối phương đã mất máu rồi phát chạy rồi đó tình huống đổi flash là mình lời máu chứ nhưng thứ nhất là điều thứ nhất không nên, thứ hai là khi đã sai rồi không sửa được. Cái quay anyway này con Viego level 3 xuống bot là đi rồi. Nè. Cái quay này con Xayah đứng làm gì giờ? Nhìn lính chứ làm gì nữa? Dừng đâu cover? Dừng lên trên mà, dừng đánh từ dưới lên mà. Dừng đến phương có xuống không? Sao lại không xuống. Vòng dừng trên xuống xuống quá chứ. Mà tôi không hiểu lý do tại sao bộ ba này có 3 cái flash mà lại không ganh được con Naughty hay là con Xayah hết tốc biến nữa. Là top, đây, đây là lý lý. Đây là lý do vì sao Levi đánh từ dưới lên. Nên là lý do vì sao đánh từ dưới lên này anh em này mạng rất ngon luôn mà cái bot này bị thua nặng quá không thể gỡ nổi mình lấy cho các bạn một ví dụ mà gam sport thu đường ở tại vset nhé mình mở sẵn cái suộc đấy rồi đây là một trận đấu ở tại uh, vòng playoff của vset vừa rồi là đánh với team secret ván một giai đoạn đi đường diễn ra theo kịch bản là đường dưới của Gam Sport bị bất lợi sau tình huống đây chính cái trận này đây các bạn mình sẽ tua cho các bạn nhé đây là thời điểm mà đường dưới của Gam không có lợi thế này quyết định giao tranh rồng và thất bại ở rồng đó bot đối phương Saya 101 ha sau đó thì Gam lên cánh trên có được sứ giả Gam lên cánh trên có được sứ giả bot đây đang thua đây bot đang bị thua CS, gác trước mấy chục CS, mấy mấy CS. Sau đó thì sao? Sau đó thì gam xuống bot, reset, cho con Jerry này cầm cái dao điện lên trên top. Bot thua, thua là bị bot của Secret đè nó nã thở luôn. Cái cách họ xử lý là gì? Là đây, kéo slider lên top. Levi gọi sứ giả ra ăn trụ top, mớm tài nguyên cho slider mớm vài lớp khiên trụ thôi là đủ để con jerry này nó có đủ mặc sau đó thì xử lý nó vẻ là hơi lượt thừa một chút nhưng mà cái ý đồ chiến thuật của gam là dồn tài nguyên cho đơ thì đơ đã có một tình huống lên khu đường trên ăn khiên trụ ăn được mạng của cá sấu cho tay hazmet nữa thế là dạo đi đường có thể thua nhưng mà vẫn comeback được vẫn còn comeback được anh em ạ ván này thậm chí là gam thắng mà Gám này ván này gam đánh một hồi con jerry nó farm vẫn ổn và nó vẫn có tiền từ trụ nó có tiền từ mạng ấy các bạn nó vẫn có thể tỏa đam cho team pha và ván một gam đánh với secret thắng luôn mà tôi chính là người bình luận trận này tôi rất nhớ cái cái ván này là gam tận dụng cái khả năng swap lane của bộ đôi đường dưới với con sứ giả để comeback nhưng chung kết thời gian năm nay thì cái ván 1 này nó nặng tới cái mức mà không thể làm điều đấy được không thể làm điều đấy được top lên đai trụ rất tốt nhưng bot lại đi đánh nhau và sau đó thì đùa kêu thậm chí là đùa kêu thua mít KT đi đường kèo này ổn ha kèo này không phải là kèo khó đâu nhá đường trên kia ra có solo kêu với tốc biến nhỉnh hơn tốt đánh đây là ăn sứ giả được rồi đè con cá sấu này là ăn sứ giả thoải mái rồi đánh cái gì mà nó thành cái thế gọi là cái thế ba mươi chín mười một cs ạ trời ơi swap lên sứ giả kiểm soát sứ giả vẫn ok nha vẫn có thể nhường tài nguyên giống như kiểu cái ván Jerry hồi nãy nha nhưng mà đánh một hồi bot bị duo kill cai này cai xa ra hung tàn này anh em này nó trích quy nó kích nội tại mất nửa cây ạ landing chấp nghìn bốt tiền ra hung tàn thở oxy đây xong một hồi đầu máu không không chơi nổi nữa rồi sau đó bị solo kill luôn rồi bị solo kill luôn đứng trên thì kia ra phần này không flash bị đối phương khai thác và ra van của levi cũng không có sứ giả để mà swap không nhặt được mắt sứ giả để mà swap nữa luôn kt flash chạy levi cũng flash chạy bỏ lại sứ giả sau đó thì mid đang đi đường ngon mất cái flash sau đó bị ganh quả này hết lợi thế luôn đang gác trước cs hẳn hẳn hoi bị ganh quả này xong con cai xa rồi nữa hết kiểm soát nổi hết kiểm soát nổi đây là vấn đề về landing và giao tiếp à, xong rồi ván một đến đây ván một đến đây xong rồi anh em vẫn một con cai xa đánh đến hai không một cái đây cầm kiếm bơm mù với dao hung tàn rồi nó tiến hóa quy rồi rông bò sau đó thì đối phương lăn cầu tuyết cũng không có cơ hội comeback luôn một quả đu kêu quá nặng khu đường dưới và không thể nào gỡ game rồi cờ sân tê thì đã bị ban rồi bắt buộc phải đánh rumble khu đường trên bot lại tiếp tục bị solo kill không thể gượng lại cái len luôn các bạn thua bốn chục cs hơn Cái gì chứ thua về mặt kỹ năng đi đường là phải tập luyện Phần này cũng khó chứ kia già nữa Bot đối phương swap một cái xa lên top xong rồi Từ 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 đối phương lăn cầu tuyết ngộp luôn Vỡ trận luôn, vỡ trận cực kỳ sớm luôn Thôi được rồi sang ván 2 đi ha, ván 1 đến đây thôi Ván 1 đến đây thôi anh em, sang ván 2 đi anh em ơi Ván 2 thì gam đổi chiến thuật, đánh early Đội hình này của GAM là một đội hình mạnh giai đoạn đầu trận đến mid game Mid game siêu mạnh Mid game uh, cực mạnh Đội hình đối phương thì mạnh từ uh, tầm thể phút 25 trở đi Và Điều kiện cần là GAM sẽ phải có rồng nhá Stack rồng sớm, áp lực linh hồn rồng Lăn cầu tuyết, kết thúc ván đấu Điều mà ai cũng biết, nhìn đội hình thì chắc là ai cũng biết là cần phải đánh như thế nào Chúng ta đã không có lợi thế ở đi đường quá nhiều Đúng với tính chất đội hình đó là một cái điều đã diễn ra ở ván này nhưng sau đó chúng ta vẫn tìm được lợi thế để kết thúc ván đấu nhưng khi chúng ta có lợi thế kết thúc ván đấu thì chúng ta lại không kết thúc ván đấu được đây một đội hình đối phương đánh thuần giao tranh với sayaraka và oriana chấp nhận đối phương có oriana của sayaraka đây là hai power pick chung kết thế giới <laughs> đây là một bao pick đây là một bao pick chúng ta chấp nhận cho đối phương đánh đội hình như vậy để chúng ta áp đảo dạng landing áp đảo dạng early thì về những lượt ban thì mình nghĩ là cũng không có gì cần phải bán cãi quá nhiều cả chúng ta phải ban ra van thôi không thể ban cờ sân tây được vì cờ sân tây là con tướng mà cá sấu kiểm soát được ra van về tìm nó mới là khó kiểm soát đấy các bạn thì chúng ta ban ra van với rumble mình nghĩ là hợp lý nhưng mà triển khai thì nó không được như ý một chút nào vòng rừng đầu ok cho levi vòng rừng đầu là một vòng rừng rất ok cho levi với hai cua đấm cái nóc tơn mất phát ăn được hai cua vòng rừng đầu một lợi thế lớn và vòng rừng của levi từ trên xuống thì nó sẽ là vòng rừng khép lại để ăn ăn dòng nguyên tố đầu tiên nó sẽ ăn được con rồng đầu mà rồng đầu lại là dòng gì rồng gió quá ngon còn gì tuyệt vời hơn việc là rồng đầu là rồng gió linh hồn rồng là dinh linh hồn rồng mạnh mà chúng ta lại đang cầm một đội hình có khả năng đánh team file tại các mục tiêu lớn sớm hơn so với đối phương ok không quá tuyệt vời rồi còn gì nữa các bạn nhìn thấy các dòng đầu dòng gió là thấy ồ oh mày có linh hồn dòng ngon lụm lụm anh em ơi à, xong rồi mất dòng hai không hiểu luôn nữa. <laughs> lỗi ván hai này khởi đầu là kia ya đây là tình huống lê Vy ăn hai cua đúng không à, vòng dưới đối phương từ đâu xuống từ trên xuống chúng ta biết điều đấy không chúng ta biết tại sao ta biết điều đấy lê vừa ép flat nóc từ trên xuống hai bốn cs xong đó kiểu gì nóc lúc này trả đây đúng không cái flat này ở kia ra là trả hai mạng nhá cái flat này ở kia ra là trả giá bằng hai mạng hạ gục nó không rẻ tí nào nhá đây một pha mà đúng quy sau đó mất e vào đối phương thì e lên ép tốc biến một cái tốc biến trả hai mạng dừng đối phương ở đâu dừng phương ở đây chưa ở đâu nữa ở cánh trên chưa đâu nữa dừng đối phương từ trên xuống mà lê v còn vừa ăn bãi cóc ở gần cánh trên luôn start vòng dừng xem xem nhau đến từ cả hai rừng từ trên xuống nhưng kia mất cái flat này chết một mạng ở level sáu nóng tân và chết thêm một mạng nữa ở dưới bot vì một pha mất tốc biến nó có đáng hay không đây và tại sao lại cần phải đánh hổ báo quá tại thời điểm này làm gì khi mà dừng đối phương ở cánh trên và lê v không hề có định băng trụ Thà là Levi nói là anh sẽ băng trụ em cố anh em làm mềm nó đi, hoặc là dụ dừng nó lên thì anh đứng phía sau anh cover đánh 22 kiểu kiểu vậy. Nhưng kia ra mất tập trung và bị mất một cái flash rất nặng ván này luôn. Nó làm cho dọn early của chúng ta không được như mong muốn. Mặc dù dọn early chúng ta vẫn lít tiền nha, chúng ta vẫn lít tầm 5-700 tiền. Nhưng nếu đánh đúng nó phải là tầm hai nghìn tiền ba nghìn tiền nó phải là ba dòng sớm, nó phải là phút thứ 25 chúng ta đánh dòng bốn với đối phương, đối phương mới phải là những người bị áp lực về mặt thời gian nhưng ta đánh sai rồi lại thấy là đi đường có nhưng nó thực sự là con số nó rất là ít so với việc là chúng ta đánh đúng cái điều kiện thắng và đánh đúng với những cái tính toán có thể trong tầm kiểm soát của mình được cái đấy là mình tính được cái việc mà con nóc tân xuất hiện khu đường trên trong cái thời điểm mà kia ra mất flat là thời điểm mà chúng ta tính được vòng rừng từ trên xuống của levi ăn rồng nhịp này thì levi ăn con rồng đầu với con rồng gió ở thời điểm phút thứ bảy nó ở thời điểm rất sớm mặc dù khỏi là sớm nhất nhưng mà nó cũng là thời điểm mà khép lại vòng thứ hai có level 5 ăn rồng xong bấm b về lên cánh trên farm rừng lên level 6 và kiểm soát sứ giả như sách giáo khoa luôn như sách giáo khoa luôn các bạn cần thì swap luôn cặp bot lên ăn trụ tốt chia tiền trụ tốt cũng được nhưng mà kia ra mất flat kéo theo đó là một tình huống nằm xuống với chiến công đầu với một pha mà rõ ràng là không flat nhưng lại e lên đợt lính Phan là tại sao lại cần phải é, e? pha này đi bộ lên quy là có thể có tên lính này rồi, hoặc thậm chí đánh kỹ giữ nộ lại cũng được. đối phương hoang tưởng bật thần cá sấu lên cắt sát rút lui, Levi đang ở ngay cánh trên, Levi đang ở ngay cánh trên thôi các bạn, đứng ở cua trên chuẩn bị lên kiểm soát sứ giả mà, thì có thể câu được thêm thời gian để Levi Lê lên, nhưng mà lại e lên, thế là, thế là chúng ta vẫn có sứ giả nhưng phải trả giá bằng mạng. chúng ta vẫn có sứ giả nhưng lại phải trả giá bằng mạng gục và đó là điều không nên một tí nào thậm chí nó là còn là hai mạng nữa một con cá sấu còn rờ không dễ bị bằng trụ nếu như là có flat pha này không flat bị mất một mạng vào tay của rút phía bên kia đây là hai mạng mà chúng ta đã phải nằm xuống tương đối vô duyên là điều mà đánh trong trường hợp đánh tốt, đánh đúng, không cần phải đánh quá xuất sắc nhưng mà đánh đúng thì nó sẽ không chết hai mạng này. Một mạng cho Cần Sơn Tê, một mạng cho saya Và tình huống băng trụ này thì lỗi skill, <laughs> no comment luôn. Phần này là lỗi skill rất, rất mất thời gian giết con Cần Sơn Tê này. Nếu mà xử lý gọn gàng hơn con Sơn Tê này là có thể gọi sứ giả ăn luôn trụ tốt với bộ đôi lisin và Kai'Sa. Điều kiện thắng của đội hình này nếu mà Ly có mạng hay là Kai'Sa có mạng nó đều gánh được hết. Đều khỏe hết, pha này thì cứ để cho bộ đồ này ăn mạng Chỉ cần Rell mạng là 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 mắc ping Dồn tiền trụ cho Lee Sin với Kai'Sa không vấn đề gì luôn Nhưng mà xử lý mất rất nhiều thời gian Sau đó thì Không thả được sứ giả ăn khiên trụ Không thả được sứ giả ăn khiên trụ các bạn ơi Xong đơ lại còn bấm B về ẩu nữa Bấm B về ẩu mất cái hưu U là trời Bấm B về ẩu mất cái hưu xong rồi mất cái quay mít luôn Đây quay mít này nguyên quay xe mất hết luôn Trời ơi Chúc cái thế giới mà Nó không phải là xếp bằng đơn Nó không phải là trận đánh rank Trời ơi đánh cẩn thận lại một chút được không Cái quay mít quay xe mất khiên trụ vào tay con Oriana này Và chính vì mất quay xe này Nên là bị chậm cái nhịp lên đồ Của con cái xa này Thứ nhất là không có khiến trụ từ sứ giả. Thứ hai là mất một way. Mất một way ở mid. Ra đón được vài con xong lại còn bị mid. Mid cái trang bị lớn đấy các bạn. Nó dẫn tới cái tình huống mất kiểm soát dòng hai Nó là một hiệu ứng domino đấy các bạn. Ván một nó là từ tình huống đùa kia, ván hai nó là từ những cái tình huống nhỏ 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 như này nó thành domino này. Phong thần kiếm. Đây. Phải về lấy cái phong thần kiếm. Đang có ba mảnh rồi đúng không? Ra pha một nhịp về lấy cái phòng thần kiếm không có tiền từ khi trụ thì lấy đâu tiền vào lên đồ lớn đúng không về lấy phòng thần kiếm đi ra thế là way mid này có xe giá đẩy trước có xe nó đóng móc diệt rồi nó một mạng trước mà mạng này là mạng kia ra hơn dâng hiến cho nó chứ đâu nữa mất tốc biến quả ẩu đứng trên xong rồi dâng hiến một mạng cho xe nó có một cái móc diệt thế là nó đẩy đường trước nó đẩy đường trước thì tất nhiên là súp rừng của nó sẽ ra mít ra sông trước rồi đấy đây đáng nghĩa là khu vực mà chúng ta đã phải cắm hết mắt của palette ở đây rồi và cho KT đẩy khu đường trên đứng đường trên với một cái trụ mà nhiều khi là cái trụ này nếu mà đánh tốt pha cơ mà xử lý lỗi kỹ năng nhiều quá ấy, mà xử lý tốt ấy, là nhiều khi ăn được trụ tốt nữa thì quay top này con Ari nó đẩy trước sau con Oriana đi thì làm gì có cái chuyện mất dòng hai đúng không làm gì có cái chuyện mà thế dòng hai là chúng ta lại phải team fight cái thế là đối phương đi trước như thế này được đây tại sao lại bị đẩy quay bit như thế này là bởi vì phải về lấy phong thần kiếm và tại sao phải về lấy phong thần kiếm là tại vì chúng ta không đủ tiền để lên trước đấy vì tại sao chúng ta không đủ tiền vì chúng ta băng trụ fail, chúng ta không có khiên trụ chúng ta không có được cs vì tướng bấm b về lỗi mất cái hưu nó, nó, là tùm lum thứ nó cộng lại với nhau hết các bạn à Đó là một hiệu ứng mà nó cứ bị nó cứ bị làm cái dạng early các bạn nhìn hiện tại đang ngang tiền đúng không nhưng mà đội hình này đánh ngang tiền là đội hình fail. đội hình này lee Sin, ari cá sấu kaisa Real, mà ăn được dòng một mà ngang tiền là fail. Tại sao lại pick cái đội hình này mà đánh ngang tiền ở thời điểm này? Quá lỗi rồi, đánh cực kỳ lỗi. Đối phương lại còn start giống trước cả mình nữa. Là sao? Là sao? Đáng nhẽ ra mình đang phải là người start rồng và đối phương bắt đầu lò dò đi ra trên tư thế tìm lập chân run là con Ari đâu nó ra phi hồ nó hon gió trúng. Hay là con Ray nó làm một quả nó flat quy cho R cái gì đấy. Chết queo. Nhiều khi đối phương còn phải suy nghĩ chuyện là thôi bỏ mẹ dòng hai, là nhiều khi không đánh được. Dòng hai bỏ mẹ đánh dòng 3, dòng 4 thôi. Và thành ra cái thế là chúng ta lại phải ra tranh chấp Di chuyển ra trên tầm nhìn đối phương Cha hiểu Cha hiểu À, cuối cùng thì cũng đã di chuyển ra được với khả năng đẩy đường và di chuyển ra đúng với tâm thế của một đội cánh trên. Nhưng 12 phút mới bắt đầu ăn rồng. Đáng nhẽ Snowball tốt. Chả cần có sứ giả này cũng ra được sông trước này anh em này. đây là một pha mà kia đã dịch chuyển xuống sớm khu vực đường dưới nhưng mà pha tp này thì pha tp này thực ra thì cũng không đến mức gọi là quá vấn đề gì đâu đấy cho xử lý đúng thì cái pha tp này của kia nó không vấn đề gì anh em nhé tp xuống sớm nhưng mà pha tp này thì con cờ Sơn tây nó tiết kiệm tp nó không pha lính nó tiết kiệm tp và sau đó thì nó dùng cái tp đó nó đánh pha, team pha tp hai tp á Lee của lê Vy quá trời lợi thế luôn nhưng mà nếu như mà có được lợi thế trước pha này ở trên đường trên ấy mà băng trụ con cờ Sơn tây mà ăn được thêm sứ sứ giả đứng trên để mà thả sứ giả trụ một đấy thì lúc này Levi đã có thể có thêm cái dây thủy ngân chẳng hạn có tưởng tượng cái tình huống nếu các bạn các bạn hình dung ra cái tình huống mà Levi nếu mà ăn được cái tình huống ăn con cờ sơn tây đứng trên đấy tập này là Levi có thể có thêm tiền dây thủy ngân rồi đâu cần phải gọi sứ giả mít đâu gọi sứ giả tốt rồi tây nguyên phải có cả ly xin khỏe lẫn cả cái xa khỏe không đâu tập phải cầm dây thủy ngân nó phải tự tin hơn không bay nhảy phê không đó sau đó thì mở một pha mà nó cũng hơi oằn tà là vàn một pha rất oan van, Sắc cái combo con Ren nó bị kỳ kỳ ra. Nó combo con Ren nó bị sai sai anh em nhỉ. Flat đứt R à. Thường thì bây giờ cái này cũng là vấn đề hồi nãy mình nói này anh em này, ở ván một mình nói rồi đó. Là mình cũng không biết là Palette đã lật tập con rail này nhiều hay chưa. Nhưng mà ngày hôm nay Palette xử lý ra không tốt nha em ơi. Xử lý ra lỗi quá. vì con Sin này nó có cái vô ảnh cướp và nó có cái E, nó có cả cái trừng phạt nữa các bạn. Nó có hàng tỷ thứ để bóc đi cái siêu của con Nocturne này này. Cái siêu của Nocturne này chỉ có một kỹ năng của Levi thôi. Sóng ngâm vô ảnh cước vào hay là E cũng được. Là có thể bóc cái siêu này rồi. Và khi con Rell được combo chuẩn là con Nocturne này chết chắc luôn. Và khởi đầu con Rell khi mà nó mở ấy các bạn. Flat Q. Hoặc là Q flat vào. Mình cũng không chắc cái combo đó Q flat hay flat Q. Nói chung là flat vào chọc Q làm choáng trước sau đứt R sau. Những cái cách mở của Rare thời điểm này mình thấy là cái cách mở đó là cái cách mở hiệu quả nhất và bất ngờ nhất. Thì cái pha mở này của pallet nó bị fail nặng quá. Mất nhiều tài nguyên quá. Đáng nhẽ đây là một pha ti rồi. Đáng nhẽ là một pha 5 năm mà chúng ta đang lít trước 2.000 tiền, 3.000 tiền. Chúng ta đang hơn đồ. Ví dụ như pha này Lee Sin của Levi đang hơn đồ. Đúng, nhưng chúng ta có thể hơn, hơn hẳn cái giày thủy ngân ở đây nữa chẳng hạn hoặc là đơ có thể có thêm cái giày cuồng nộ ở đây nữa chẳng hạn hay đại loại vậy <laughs> kiểu kiểu vậy thần cá sấu mặc dù có thể là không farm hơn được cờ sơn tê quá nhiều đi chăng nữa thì kể cả là thần cá s... thời điểm đấy thì cá sấu nó vẫn khỏe đây là thời điểm mà gam rất khỏe thì chúng ta sẽ đánh trên cái tâm thế nó khác hoàn toàn với pha này anh em mà mở dưới mất tài nguyên cũng may là cái ông rock này là cái ông mà thuộc dạng là nghi ngờ quốc tịch đấy anh em ạ thanh niên rock ván này đánh cũng là <cười> <cười> hơi chuối phi đấy nhưng mà nó đánh truy phi như thế mà không lượm được cay chưa à, pha này croc vẫn chết ha gỡ được mạng của croc sau đó thì cờ sân tê bắt buộc phải tung chiêu cuối đấy, chỉ để rút lui thôi rồi kia ra mất tp rồi anh em ạ à, con cờ sân tê với con uh, oriana là phải đánh hai tp khó chịu quá rồi nó đã dùng hai tp để ôn in pha này rồi nhưng mà đánh không ra một cái cú cửa trên đánh không ra một cú cửa trên à, đối phương bắt đầu cảm thấy rén rén rồi này dừng chết nhưng mà chúng ta vẫn bị hai cú tp của đối phương quay lại làm khó pha này kia ra đã tp trước đấy rồi anh em nhé đối phương về double tp đi ra thì chúng ta may là không bị thua pha này may là không bị thua pha này pha này vẫn gỡ được một mạng nha vẫn gỡ được một mạng của thanh niên crop tôi cũng không biết lý do tại sao con nó tương lại bơi vào quả đấy nữa lấy vi đá nhưng không ai hứng được cả thời điểm này có sân cũng bị mất máu khá là nhiều với tình huống bị hôn gió bởi cây ti bắt buộc chúng ta phải mất rồng anh em ạ. Crack không có Sima nhưng mà Levi cũng không xuống được vì máu me này không flash xuống chết sao? vớt à, vớt được ông Crack ông ấy. <laughs> đần ác. Thế mà thua với thằng này, cay. Cái... Tự nhiên cái không có tốc biến, có mỗi cái chỉ phản kích nó bơi lên e vào nhìn nhìn chuối phi thực sự ít ra còn gỡ được một mạng nhưng mà đáng nghĩa là đánh đúng cái thời điểm này nó không phải là thế trận như thế này. Nó là thế trận hai rồng lít 3 4 nghìn tiền tầm tay 1 3 1 đúng không? là thế giới con Kai'Sa bắt đầu hách farm theo thời gian Kai'Sa vào farm chim, farm red, farm sói. 20 phút phải tầm 220 CS. Ờ kiểu kiểu vậy đấy. Nó sách giáo khoa là như thế đấy. bây giờ chúng ta đang bị kẹt lại với việc là đánh đánh cơ bản, đánh cơ bản chúng ta không vào trung hàn được. Bây giờ đánh vào cả còn đang thua. Còn để mà suy nghĩ được những chiến thuật dị và đánh được như Gam 2027, 2017 là quá khó. Không có những cái đầu để mà suy nghĩ ra những cái chiến thuật như vậy. Chúng ta không có đủ chất lượng về mặt nhân sự để nghĩ ra những chiến thuật như 2017 giống như Gam để mà tạo điểm nhấn nữa. Mà bây giờ đánh cơ bản thì chúng ta đánh lỗi quá nhiều. Những đội trung hàng người ta sẽ không bao giờ xử lý những quả mà nhìn <laughs> như thế này anh em ạ. Nhìn nó rất là on văn và nhìn nó Nhìn nó quay cạc quá. giờ đúng kiểu đánh cái quay cạc cỏ lúa bằng nhau nhìn không ra đâu là quay cạc bây giờ <laughs> một đội mây chờ mất con rồng bị chậm cái nhịp rồng này anh em này mất con rồng này bị chậm cái linh hồn rồng mà các bạn biết là đội hình của gam sẽ mạnh từ thời điểm đầu tiên cho đến tầm giữa game giữa game đến cuối game là thời điểm mà bên phía của team cù Củ lao thao nó sẽ đánh lại và chúng ta sẽ đánh ở giữa game nhờ cái tranh lệch ở ra đi đường mà chúng ta tạo dựng được đó nó chất tướng cái, 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 lý thuyết cái game này là cái ván này nó là như vậy chúng ta đánh sai lý thuyết ở đầu trận nhưng tụi kia nó cũng là tụi quay cạc và nó cũng bị lỗi rất nhiều <laughs> nên là chúng ta mới có lợi thế để mà ăn có ba đầu ấy, anh em nhé thời điểm phút thứ hai bắt buộc chúng ta phải đánh nhanh đánh mạnh ở thời điểm đấy chúng ta mạnh nhất mà chúng ta phải có được ba dòng thời điểm đấy chứ bây giờ mới có được một dòng xong đánh được dòng 2 thì đến dòng uh, nguyên tố tiếp theo thì lại không đủ áp lực ấy. không không áp đối phương phải đánh sớm được ấy. Cho cái đối bên phía team 2 là 5 phút thôi. Nó khác hoàn toàn anh em ạ. À. 5 phút nó cả một sự khác biệt đấy anh em. Mất một con rồng nhá. Chấm hỏi nhá. Kia chết hai mạng đầu chấm hỏi nhá. Đây 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 đây. ít It, game time ok. Thằng xạ thủ của nó không tầm nhìn ra farm cua, không flash, không thanh tẩy, không chiêu cuối. Không dùng kịp căn bản là không dùng kịp, chết. nhưng pha này gam bị kiểu đúng kiểu bị hừng ấy, đúng kiểu là bị hừng ấy. không ai nhìn ra cái tình huống để mà đánh macro nhìn cho nó thế giới, nhìn cho nó. pha này là gam tính băng trụ hai đấy nha anh em nhá. pha này là gam nhìn ra tình huống là thấy ai đi đối phương vừa chết xong là tính băng trụ đường giữa luôn đấy. tính là kéo con cá sấu từ trên top xuống, băng trụ đường giữa với con sứ giả. nhưng mà nếu như là nhìn ra tình huống này các bạn nếu mà nhìn ra cái tình huống này thì không nên đánh như vậy tất nhiên là khi mà chúng ta làm fail rồi chúng ta ngồi góc nhìn thực tế chúng ta sẽ suy xét lại nhưng mà đúng là tình huống này nếu mà xử lý mắc nha các bạn để con sứ giả hút trụ hai đi cho top kia để tiếp đây bot trụ này mắc ngon cái trụ này còn có một tí máu thôi ăn xong cái trụ này là mấy cái dòng sau chuối phi luôn các bạn cái trụ nó còn ở dưới bot nó còn một chấm máu à quay bot cũng ngon luôn này quay bot mắc đẹp luôn tim là còn hai tp một phút nữa rồng ra đánh cái pha ở trụ hai thì nhìn nó cứ kiểu bị nó cứ kiểu bị dướn nó cứ kiểu bị tiềm tàng những cái nguy hiểm ấy pha này là thấy ai đối phương chết support mất r nên quyết định của gao là cầu dùng con sứ giả làm bàn đạp tấn công băng trụ hai nhưng băng trụ kiểu gì mà reo nó quy đứt thế này băng trụ gì nữa ta nghĩ băng trụ là con reo phải giữ skill lại chuẩn bị băng trụ chờ sứ giả vào bung hết tất cả mọi thứ mình có ra chứ nhưng mà con rail nó quy đớp xong rồi nó bảo là thôi đi về. Thôi thế thì về thôi, về thôi. Top lên lại đứng trên đẩy quay vào cầm 2 TP tí đánh 131 ăn dòng sau free. Free chắc thêm cái trụ bot nữa luôn. Không. Dẫn vào cho sứ giả hút trụ 2. Bắt con cá sấu từ trên top chạy ra mid mất cái flash oan chạy để làm gì? Rồi cũng quan được trụ mid đâu. Cũng quan được trụ mid đâu. Thế thì ở lại làm gì? Sao không ra đường cánh đẩy trụ đi? Ăn trụ trước đi anh em. Tại sao chúng ta lại phải dồn vào lại làm gì đây? Có muốn băng trụ thì cũng phải nhìn ra tình huống là dòng nó sắp ra rồi, 30 giây nó dòng ra rồi. Sub hết kỹ năng mở rồi, ly xin hết R rồi. Nếu muốn băng trụ quả này bắt buộc cho KT phải là người start. Bắt buộc cho KT phải là người start và Palette nó sẽ phải là người follow up thôi. Phần còn lại cai xa với cả ly xin follow up thôi. Nếu băng trụ kiểu gì phải này bây giờ nhìn nó quá khó đi với mục đích là chỉ dìu sứ giả vào trụ hai thì đâu nhất thiết là phải kéo bốn người vào đây như thế này lỡ con Ori nó xoáy cái mất spell id mất dòng ba sao đúng không cái quả này là may là Raka nó không có r chứ con Ori nó thật ra là cái quả cầu này nó xoáy phát là mệt đấy con Ori của Tino này nó bị rén nó, giật về rồi nó cover cái con cá sấu tạt cánh thôi chứ nó xoáy phát ở đây ba người nó phải là có phải là mất spell one đâu xoáy phát ba người Rakan đứt vào phải mất spell one cái pha này trước khi dòng ra không? ăn được trụ bot nữa luôn này tham quá tham luôn bắt lẻ được con say này là quá tuyệt vời rồi đây là một pha gọi là bắt lẻ mà gỡ được rất là nhiều thứ đấy nhá để con Lori nó vẫn phòng ngự được trụ bot này mỗi trụ bot mãi không ăn được xong rồi thành ra cái thế rồng bên kia nó vẫn kéo người ra nó đánh bình thường xong còn chết thêm một cá sấu nữa à. tại sao vậy cái gì vậy tại sao nó cá sấu lại chết ở đây tại sao ăn rồng lại phải mất một con cá sấu ở đây Sao chết thay con Ari Zibot nữa? Ờ. À. Levi nó cancel quả này là hay đấy nhá. Levi mà không đá ra con Cursor T nó vào nó bế một phát là dở luôn đấy. Xong rồi KT mất phi hồ. Không bắt được ai. Rail của Palette quy trượt sau đó đứt chạy thôi. Mà con Rail đứt chạy thì tất nhiên là con Lee Sin phải recover rồi. Không recover nó lỡ con Cursor T nó bế rail về hết cứu luôn đó. Xong rồi KT xuống bot chết một mạng tại sao suốt chết hai mạng này chỉ vì một con rồng nguyên tố mà chúng ta đã đổ đồ trong túi luôn đồ trong túi luôn mặc dù xem thì chúng ta vẫn có rồng đổi một mạng lý thuyết một rồng đổi một mạng vẫn ok nhưng đấy là trong trường hợp mà chúng ta một là thế thua hay là thế hòa thì vẫn ok nhưng đây chúng ta là trên thế thắng chúng ta là trên một cái đội hình mà chúng ta phải đánh lợi thế early một con rồng phải trả hai mạng nó có thực sự là ổn hay không không ổn tí nào shop ơi không ổn tẹo nào xem đổi một mạng lấy một rồng thì anh em ngồi vỗ đùi ok một mạng đổi một rồng lời ha quá lời luôn một mạng mà đổi với một rồng ba trăm tiền bốn năm trăm tiền mà đổi được một rồng vẫn quá lời ờ à, chắc là lời mất mẹ nó trụ bot luôn trong khi cái trụ bot đối phương đáng nhẽ phải ăn từ cách đây mấy phút rồi tôi xem mà tôi tức đó đánh cái gì đâu không Đấy, mấy ngoài cạc nó vẫn dâng hiến mà Nó vẫn dâng hiến quả team fight này mà Nó dâng hiến tận mồm con Baron luôn Ôi, palette mở em ơi em Mở kiểu gì em ơi Kêu Kêu thằng cây nước pick cho con Rakan được không Đây đâu phải là Rakan mà R đúp kiểu này em Sao lại con Real đi bộ vào đúp sao lại con Real đi bộ vào R để mà mở Tại sao vậy <laughs> Q flat WR em ơi. Trời ơi, thế này thì xong ADB kia vẫn chết. Méo hiểu kiểu gì ADB kia vẫn chết anh em ạ. À. Ảo thật sự. Ờ xong rồi mấy thằng này nó lách ra, nó lách cái xong âm Levi luôn mà. Ờ. Và kia ra tài quả này hay. Đầu trận đánh lỗi nhưng mà tài quả này đúng là uh, chiến thần đấy. Quả này đúng tố chất chiến thần, tạt cánh đánh đầu ác đạn luôn. Căn nộ ác đứt nộ AD đối phương và sau đó thì uh, dứt điểm điểm ad đối phương có được baron đối phương dâng hiến đến như thế rồi mấy cái thằng quay cạc nó đánh như thế lớp nó đến nơi rồi và cái pha macro này thực ra là cũng nhiều người ý kiến bởi vì cái đặc trưng của nó tức là nó cancel tp bằng việc là nó tắt tầm nhìn nên là gam phải đi chung với nhau bốn người ở đây đó cái pha này là cái pha mà cái way các bạn nhìn cái way này cái tương tác way của cái 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 pha này nhá nó là đường giữa đã đẩy cao trước rồi ok đường giữa giờ không cần người nữa rồi đường giữa đã đẩy vào tận trụ ba rồi anh em ạ Way top đối phương con baron này mà tận dụng thành công nhé các bạn nhé bây giờ hiện tại gam đang còn một phút bốn mươi chín giây baron một phút bốn mươi chín giây baron mà còn có ba mươi giây nữa dòng ra thôi là con baron này ăn được hai trụ cánh và ăn được thêm một con rồng nếu như xử lý mắc ping là ăn được trong trường hợp xử lý rén quá bởi vì tại sao tôi nói là có thể xử lý mắc ping được bởi vì sao biết mất ba cái tốc biến mẹ rồi mất tốc biến Orianna, mất tốc biến saya thậm chí còn không có thanh tẩy Rakan cũng không có tốc biến luôn đối phương mất ba cái tốc biến mình còn bốn cái tốc biến trên người chỉ mất tốc biến của pallet thôi thì xử lý tệ pha này cũng phải là một trụ hai đường dưới và một rồng nhưng mà gam xử lý nó thành cái thế gì rồi nó thành cái thế đi phía bên kia nó không mất trụ 2. nó lại còn ăn được mạng nữa các bạn nó còn ăn cả rồng nữa phải tôi đặt kỳ vọng nhiều quá không đây nhưng mà tại sao lại có thể cái way mid nó đã là trụ 3. trụ 2 đã mất nó lính đẩy trụ 3. đường trên kia để đây thôi way mid lúc này đẩy trụ 3 rồi đúng không kia di chuyển từ trụ hai đường trên đối phương ra khu đường giữa đón cái way mà đối phương vừa đẩy ra sau đó thì mid không cần ai nữa những người còn lại tự biết tích lại với nhau những người còn lại sợ đối phương tắt đèn không tp được thì stick lại với nhau bốn người còn lại stick lại với nhau quay mid ok top đẩy xong không ăn được trụ top không vấn đề gì đi chuyển ra mid chả mới quay sau vào chả mới quay sau vào sau đó thì bot bốn người xuống ăn trụ sau đó giật ra rồng thế là rồng 3 sau hai bốn phút mặc dù rồng 3 hai bốn phút thì nó chưa đạt điều kiện thắng đâu nhưng mà đáng nhẽ là phải là rồng bốn hai bốn phút cơ nhưng mà thế là cũng là ok rồi, Baron Powerplay vẫn còn tới 1 bảy tiền vẫn còn 1 phút ba mấy giây. thế à. thấy cờ sân tây còn flat, còn nguyên cái quy 3 không? Đờ không đứng lên phát. Nó có quả e đứt phát nhanh quá, thế là thế là đi luôn. Mà kia ra phần này nó ra mít rồi nha, bắt đầu nó lò dò ra mít rồi nha. Bắt đầu nó lò dò ra mít rồi. Bắt đầu đóng đi quay, quay, là quay, quay từ trên xuống rồi. Đối phương Hoang tưởng một cái là nhấn TP liền luôn kia ra nó nhanh mắt nhanh cái pha này luôn. TP xuống cũng chỉ để đi về. Palette không flash mở xong thì cũng không ăn không giao tranh được. Và thường những cái trụ hai này các bạn này mà mấy cái team mà nó dưới dưới phòng ngự ấy là nó thua cả game ấy. Những cái pha này là những cái team LCK họ còn không dám đánh ấy, anh em ạ. Họ không dám đánh cái trụ này đâu, cái trụ này thường đối phương cầm Baron là họ phải bỏ để họ ép trụ ba đó mà đôi khi nếu họ ép tốt là đối phương phải cần đến Baron 2 mới ăn được nha. Còn những cái đội mà giữ giữ phòng cứ trụ 2 là thua team fight trụ 2 cái là bị Baron ăn rất sớm hai mấy phút luôn. Mà bọn cù lao này nó vẫn dám đánh một quả này. Nó đánh quả này được là vì đơ đứng quả nó cũng hơi trễ phi Mang heal để landing rồi sau đó thì không có thanh tẩy, bị choáng một quả chết queo tò nhau. Chủ hai đường trên không có trụ hai đường dưới cũng không rồng càng không không có một cái gì không có một cái gì cho pha này luôn baron vào play một trăm tiền từ một con baron có thể end game cho tới ít nhất là một con baron tầm ba k tiền trở lên thậm chí nhiều là hai đội trụ cánh là bốn k tiền thành một con baron mất rồng mất mạng không ăn được trụ cánh không ăn được trụ cánh thì một ba một tất nhiên là không được thoáng tay rồi mục tiêu phía sau như baron các thứ đối phương cũng di chuyển ra rất thoáng rồi quả này levi đá vào cái r của con cờ sân tê anh em ạ quả này levi cũng không ngờ là con cờ sân tê đã chơi lớn như thế chứ levi đứng kế bên đá con cờ sân tê ra sớm một cái thì có thể là đơ sẽ phản xạ lại được nhưng mà khó lắm đá một cái là vào cái r con cờ sân tê luôn rồi hết r team file luôn Trời ơi, sao lại đã có thể đánh ra như thế này? Hao. Khó lắm mới đánh ra được như vậy đấy các bạn. Khó. <laughs> biết sao giờ, biết nói sao giờ? Chúng ta vừa throw đi một cơ hội end game với một đội hình giao tranh mạnh hơn ở đoạn early. Cho một đội hình giao tranh rất mạnh về late game thực sự là cái đội hình bên phía của lao đánh late game với Xayah cùng với Orianna và Cờ Sơn Tê nó quá khỏe. chào cách nào để bắt Ngari nó còn phi hồ cả. Ồ, oh, cái pha này nữa. Pha này thì dù sao chúng ta vẫn còn trụ một đứng trên nên là cái thế ra Baron của chúng ta vẫn ít nhất là thắng hơn có cua mắt được giải trước đối phương di chuyển lấy lại mắt và sau đó thì palette quét mắt luôn cắm mắt kiểm soát ra kiểm soát khu sông trên rất tốt rồi palette di chuyển ra để cover cho đơ để cái quay này lên kia cũng đứng sẵn ở đây để cover cho đơ. đối phương đẩy sau đó đối phương sẽ di chuyển ra check đối phương di chuyển ra check thì bắt lẻ những cái bộ đôi làm sao đủ đam bắt bất kỳ một ai bây giờ phải này hôn gió chúng chết không phát này là nó bị nhiều cái lắm anh em nhé nó bị nó bị xử lý fail mà nó lại còn bị xui nữa pha này thứ nhất là cái, cái quả phản xạ của thằng tino này cũng ghê nó có lách được cái quả hôn gió này ảo nếu như cái pha này mà cây t flat lên hôn gió thì nó lại thừa. cảm giác là nó bị kỹ quá phi hồ lên hôn gió thì đối phương phản xạ chạy được nó chỉ có thể hôn gió như thế này thôi lê vi có thể để sóng âm chậm lại một chút cho cái hôn gió ra ừ, cùng lúc luôn đấy nó đi qua tầm nhìn mà nó trách bụi quả tỉnh thật sự mà cái quả này tôi nhìn là cái vô ảnh cước này không có đam anh em nhá anh em để ý cái vô ảnh cước nó vẫn còn cái dấu trên người con 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 Oriana này không này các bạn nhìn cái, cái vừa rồi nó pha pha vừa rồi là ga mất những cái gì này mất hôn gió mất sóng âm mất vô ảnh cước mất nộ long cước mất cả cầu ma thuật mất băng trượng vĩnh cửu mất chiêu cuối Kai'Sa. xa lấy được bao nhiêu máu lấy được bao nhiêu máu Oriana được 500 máu không? Không được 500 máu. Với cái lớp giáp đến từ đồng đội nó tạo ra là nó không mất đến 500 máu luôn anh em nhé Mất gần đấy kỹ năng không lấy được 500 máu Orianna thôi Quả này <laughs> tỷ lệ team fight thua là rất nhiều Đây là một quả mà Levi đã phải cắm mắt vô ảnh cước Cắm mắt hộ thể để nộ long cước sớm Nó mất đam vô ảnh cước anh em ạ Nếu mà trên đường bay của sóng âm vô ảnh cước mà các bạn hộ thể đi là mất đam vô ảnh cước luôn không có đam vô ảnh cước của Levi đá nộ long cước xong mất đam quả cầu ma thuật mất thêm cai xa cân mười katia vào giữa đội hình có một con rakan hậu vệ đứng kế bên và thêm điệu nhạc tiếp viện cờ sân tê bước cho thần tốc tạo giáp và sau đó kt bị kẹt lại palette cũng không quyết định mở luôn palette, palette pha này thì di chuyển ra để cover cho Der để đường nên là không đứng chung với levi được nhưng mà palette cũng không quyết định phát xuống oni luôn mà đi một cái đường vòng rất xa nha pha này mà palette phát xuống chọc quy choáng sau đó w tại chỗ và r luôn á thì đối phương co cụm lại cover con Oriana là nhiều khi là Palette đã có một quả hai lại ở đây rồi quyết định của Palette là chạy một cái đường vòng nó rất xa tới đến nơi thì nhìn ra tình huống đối phương cũng co cụm lại nhưng mà Palette quyết định là giật tới giật lui không mở được bây giờ thì mở trúng một con một con cờ sân tê của Robo oh my Palette làm gì ở đây nhở chưa chưa hồi W anh em ạ Ơ, đã mất W đâu đi một đường vòng rất xa pha này thứ nhất là về lý thuyết thì nó đã là một pha mở nó có phần hơi dướn vì trượt cái hôn gió cái thứ hai là bộ đôi này là bộ đôi mà bộ đôi sát thủ mà mất quá là nhiều đam rồi hết đam rồi đam phụ thuộc rất nhiều vào Kai'Sa xa nhưng Kai'Sa xa r bắn thì cũng không có đam chung mà bù lại muốn sống pha này phải cc cả rổ bồi vào ấy palette lưỡng lự lưỡ quá đi một vòng sau đó tới mở trễ một quả làm làm fail luôn con rail, con rail này rồi có quá nhiều thứ trong cái pha này mà xử lý fail ấy các bạn thế nên, đây, thế nên, đây, mới là một trận mà tôi nói là thứ nhất là chúng ta thua bị thua landing là một cái thua nặng nhất thua landing với thằng quay cạc là cái nặng nhất tất nhiên là quay cạc này rút người hàn mà thứ hai là chúng ta thua macro thứ ba là chúng ta thua team file trời ơi rồi chúng ta có thắng được cái gì nữa các bạn chúng ta thua cả giao tiếp thua, thua gần đấy thứ thì thua không hai đúng rồi ban pick thì mình nghĩ là nó không phải vấn đề lớn triển khai ban pick nó là, là vấn đề ấy. chứ đội hình này cho mấy đội khác đánh họ win cái đội hình bên phía team hai một cách bình thường đội hình này mà rơi vào tay những cái đội không cần phải đến mấy đội hàn trung đâu là nó win thời điểm này nó win lâu rồi vấn đề là chúng ta vận hành những con tướng trong đội hình này nó gặp vấn đề thôi anh em ơi pha này nếu mà Levi cùng với thực ra nó là một cái biến số diễn ra chứ không phải là một pha tính trước đâu nhá tính trước thì chúng ta tính trước là cái chuyện là bắt lẻ thật rồi nhưng mà biến số diễn ra là con Arina đã phải check pha này Levi có lẽ phải côn liền là đơ với cả Palette follow up liền luôn đó bởi vì chỉ một mình Lee Sin thì nó không có sát thương đủ đó, Ari cũng vậy hai con này nhiều khi bớt chung yếu chắc đã chết thì bắt buộc phải follow up từ tuyến sau Ở tuyến sau có thể follow up thì cai xa có r follow up Rell cũng flat xuống sông follow up được á nhưng mà nó bị uh, lằng nhằng lằng nhằng cũng là khúc này quá mở không lấy được 500 máu Orianna mà KT còn chết Lee Sin hết R cũng biết làm gì đây khi chỉ sống âm trúng con Rakan mà thôi chúng ta vừa phải cải thiện mặc dù vậy nhá các bạn nhá gam ở VCS thuộc dạng team file là số rách làm gì có cái đội nào VCS team fight tốt hơn cả gam bạn gam nhiều ván họ thu đường họ team file mà họ lật luôn đấy tức là đẳng cấp giao tranh của gam ở tại vset nhé là rất cao nhưng đến cái trận này thì xử lý nhìn nó không mượt xử lý fail thì thôi nó cũng là tin vui có thể là gam đánh chưa đúng sức vì một lý do gì đấy có thể là tâm lý chăng có thể là hướng lên trang bị sai lầm của slider hôm sau sửa sai sau ở ừ, những cái lỗi này dễ dễ đây dễ sửa đây anh em tâm lý hôm sau tốt, tốt hơn chứ ta đánh được đấy hôm sau lên đồ khác khác đi chút đánh được đấy đây là một pha mà team fight pha này mà thua thì tỷ lệ thua là 99% phần trăm rồi vì cái đội hình kia nó quá mạnh về late game đi đánh đúng trình mà đội hình này thì không thể nào đánh lại late game nữa pha này đơ pha này đơ không bắn con oriana luôn nhờ đây là một pha tp sau đã là gọi là cơ hội duy nhất rồi đấy không còn cơ hội nào khác đâu kể cả là kia ra có thể phòng ngự được và không thua game nhưng mà không thua trước thì thua sau thôi để đầu pha tp đánh được đánh một cú gọi là đánh một cú win thì đánh tiếp còn thua thì thua, thua bỏ đấy Oriana không flash. kia ra dịch chuyển sau và tiếp cận thành công Oriana rồi mà đơ lại quyết định di chuyển ra cứu cây à xong rồi tự nhiên rơi vào mồm địch sau đó thì phải đồng hồ và sau đó bị anh cờ nó bế đi luôn hoặc là flash sang đây flash sang đây bắn con sayya này cũng ok hả nó còn đồng hồ anh em khó lắm nói chung là chọn mục tiêu là xa uh, chọn mục tiêu là sayya là pha này cảm giác là cũng khó dùng rồi đấy khó 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 khó, khó mê cao rồi đấy pha này bắt buộc phải đánh được anh em nhé được để mà gỡ game để mà đánh tiếp ấy. chọn con Orianna này đấm trước cũng được này sau đó thì chấp nhận hy sinh Palette cũng được đánh chung với Lisin và cá sấu Flash sang về hướng Robo nó bế cả cây lẫn cả đơ đi luôn còn Oriana không flash này vẫn sống kể cả là pha này kia phòng ngự được ăn hai mạng tôi nghĩ cho ăn penta pha này chứ chắc đã win <laughs> cho ăn cá số để ăn penta pha này chắc gì đã win loạn quá team fight loạn quá không biết là tâm lý hay không mệnh ai đấy đánh xử lý team fight đối với chúng ta góc nhìn thượng đế chúng ta nhìn ra những tuyển thủ họ bắt buộc phải nhìn ra tình huống đấy dưới góc nhìn là một tuyển thủ chuyên nghiệp những pha như vậy là những đội lớn người ta sẽ tìm fight khác à chúng ta thì xử lý team fight nó bị rời rạc căn bản là nhùng dùng từ đúng là bị rời rạc tôi không thấy có nhiều những tình huống xử lý nhất quán đấy từ gam từ cái ván một cái pha ở PK ở bot trong khi dừng đánh dưới lên đối phương đánh trên xuống là thấy không nhất quán trong lối chơi rồi cho tới việc support lao lên đánh mà AD đứng nhấp 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 là thấy cũng không thấy nhất quán trong lối chơi rồi đánh với nhau mà đánh phải là tin tưởng mà đánh nhất quán sai thì cùng sai mà đúng thì cùng súng đúng thì mới dễ sửa ấy, anh em ạ như quả đấy Pallet đánh sai mà đơ nó dẫn lên nhiều khi là nó hậu quả nó sẽ đỡ đỡ đi một chút đánh đến đây là rồi ôi lê 2017 đâu em ơi đúng cái quả này Sóng ngâm trên đường bay hộ thể đâu, Lê Vi? Trừng phạt trên đường bay đâu? Cũng là một pha như thế này, cũng là cái con rồng này. Vô ảnh cước xuống, trừng phạt hộ thể lên em. Anh Khánh già rồi, em già rồi. Em mất Phở Lát, em mất Baron, em mất hết rồi anh ơi. Giờ đội hình này giờ giết con cờ sân tê bằng cách nào? Có cái xa lên cái gì để giết cờ sân tê anh em? Bây giờ cho kiểu lên trang bị sát lực giết được không? Giết hộ. Giờ lên trí mạng giết được không? Giết được, nhưng trong điều kiện nó đánh ngu thôi. Chứ còn đội hình Oriana, Saiya giờ nó dễ dễ gì nó để cho con cờ sân tê chết các bạn. Mà con cờ sân tê chết là con Lee Sin cũng thuộc dạng là chết chung với ca sấu rồi. <laughs> <laughs> Bây giờ các bạn tưởng tượng con cờ sân tê nó gần này máu gần này giáp kháng phép xong cái xa bắn chết nó chắc là xin với cả reo cả cá sấu lúc đấy chắc còn sống ha. Chắc nó chui trong bể đá cổ cho giết đó. Pha này nữa pha này kia ra yeah. cắt uh, flash sắt đi em. Cắt sắt xong flash xong vẫn bị phìa. Oh my god. Sạn nhiều vô kể. trời các bạn nhìn nó nhìn sân tê là nó đi tuyến đầu nó dính hôn gió dính cầu đi cầu về dính sóng âm dính tỷ thứ tia truy kích như gãy ngứa chổi cái giáp nó kìa thực thể này bất tử tại thời điểm này anh em nhé trừ khi nó solo với bệ đá cổ không nói làm gì à, một trận thua cũng khá là bẽ bà Chứ thua mình không bảo chữa được cái gì cả Mình không 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 thể đỡ được cho gam ấy oh, Nhưng mà cảm xúc thì uh, Mình nghĩ là Ai cũng sẽ uh, có cảm xúc riêng Ai cũng sẽ có sự Tiếc uh, nuối cho những cái Lợi thế của gam có ván hai hay là Ai cũng sẽ cảm thấy không hài lòng Với màn trình diễn của đội nhà thôi Nhưng mà có nước còn tát anh em ạ Hôm sau đánh với Rainbow Seven anh em nhé cố gắng cổ vũ cho cả whale nữa whale bảng whale căn bản là cái bảng khó bảng whale quá khó luôn à, thôi hy vọng là gam với whale sẽ tiếp tục đánh tiếp và có được màn trình diễn tốt hơn so với trận đấu mở màn nó chưa được tốt lắm gam ở lạnh ấn tiên phong nhưng mà lá cờ đầu với đã bị vùi dập với tỷ số 2-0 bởi một đội quay cả thật không thể tin nổi thôi được rồi hôm nay thì màn phân tích này của văn tùng có lẽ cũng sẽ xin được phép khép lại tại đây Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi nha, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những buổi phân tích nhưng mà với một cái tâm lý nó khác đi là chúng ta đấm những đội khác chứ không phải là chúng ta ngồi càm ràm về những cái lỗi lầm của Gam như thế này. Đấy anh em nhá